Đấy. Con cái bong bóng làm gì? Có phải quà không? Không phải quà. Rồi không sao, bây giờ chúng ta sẽ thổi bong bóng này lên. Rồi bạn Nguyên với bạn Sang sẽ biến cái bong bóng này thành quà của bạn. Chịu không? Chịu nổi tay to lên cái lạnh đi. Hãy cổ vũ bạn. Thổi nha. Đây nè. Cái này có thấy cái hình gì trên không? Cho nó to nữa nha. Kẻ đen. Có to không chưa? Có to không chưa? Nào, để tôi xem. Cho nó to nữa. Kẻ đen. Đã đủ to chưa? Nào, để tôi xem. Trời, nó to mà không nghe luôn rồi nè. Rồi, bây giờ đủ rồi. Bây giờ bỏ nó vào trong cái cống thì bà biến nó thành quà nha. Khánh nghe. Không vừa hả? Bây giờ làm sao? Cho nó nhỏ lại nha. Rồi xì cho nó nhỏ lại. Rồi con Minh để tay lên đây, hai bạn luôn, để tay lên đây. Để một ngón tay thôi, 2, 3, xì. Hụp, được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, được rồi, bỏ bong bóng. 3, 2, 3, thêm thịt. Ai nói vừa rồi lại. Chưa có vừa, bỏ nữa, cho nó xì nữa. Rồi xì to lên, 2, 3, xì mạnh lên, xì mạnh lên. Tè, được chưa? Lần này là chắc ăn luôn, cột nó lại, bỏ nó vào trong chiếc ống thần kỳ kia và chúng ta sẽ biến nó thành một món quà. Đen 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 đen. Rồi, kệ đi, để nó như vậy luôn cũng dễ thương mà. Rồi, cho em một cái ghế. Để đây nha, các bạn nhìn kỹ cái bong bóng này nha bây giờ. Bạn không biết với bạn Sang sẽ biến nó thành quà. Thấy không, các bạn nhìn thấy bong bóng không? Rồi, đứng ở đây. Đứng ở đây luôn, ok. Bây giờ sẽ cho ngồi xuống. Bây giờ sẽ cho các bạn một cây gậy phép thuật để các bạn bấm lan nha. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Ờ, gậy phép thuật đẹp lắm nè. Đây 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 nè. Đẹp không? Ờ. Cái gì vậy? Cái gì mà xấu quá vậy? Có phải gậy phép thuật đâu? Không phải đâu. Không phải gậy phép thuật. À, gậy phép thuật ở trong đây này, đây là cái túi đó. Rồi cho con nha. Rồi con cầm. Con đứng ở đây. Còn các bạn bên dưới tập trung nhìn kỹ cái bong bóng màu hồng này để xem nó biến thành món quà gì nha. Nhìn bong bóng này, chuẩn bị. Ấm và là, ấm và là, bong bóng biến thành món quà. Ta-da-da-da. Ủa, cũng là bong bóng mà. Sao kỳ vậy? Rồi, không sao, làm lại. Chắc là bạn Hoàng Quyền chưa đủ phép thuật rồi, cho bạn Sang làm thử nha. Đây, Sang cầm, đứng ở đây, tập trung nha. Các bạn nhìn kỹ bong bóng này, chuẩn bị. Ấm và là, bong bóng biến thành món quà. Vậy? Cũng là bong bóng mà. Hay là tại cái cây này nhỏ quá không đủ phép thuật. Đổi cây khác nha. Đổi cây khác to hơn nha các bạn. Cây nào mấy. Bây giờ chúng ta sẽ dẹp cái cây gậy phép thuật này vô và chú Mickey sẽ lấy một cây gậy phép thuật khác cho các bạn. Đừng có lấy nó ra, nó dẹp cho đi rồi chú lấy cây khác cho. Còn rất là nhiều gậy phép thuật dành cho các bạn nữa. Đừng có lấy nó ra nữa nha, dẹp nó vô đi rồi chú lấy cây khác cho. Nó tự chạy lên hả? Sao tự chạy lên được? Nó không tin. Chú mình cứ đè nó xuống là giữ nó lại, đừng cho nó chạy lên nữa nha. Rồi, con Minh với bạn Sang giữ lại, giữ lại. An toàn chưa? Rồi, các bạn an toàn rồi, buông tay ra cái cây này mà đúng lên đúng xuống quá vậy. Thôi bò xịn đi. Đây, có cây khác. Rồi, quay lại. Quay lại. Rồi, con cầm cái cây vậy, cái tôm nè. Rồi, bây giờ không biết cách rồi. Bây giờ sẽ bỏ nó vào trong luôn. Không. Bây giờ sẽ xì nó ra luôn. Để bỏ nó vào trong chiếc hộp kia thì chúng ta mới biến được. Xì. Bỏ luôn rồi. Rồi, bỏ vừa chưa? Rồi, lần này là chắc chắn vừa luôn. 2, 3, tên. Rồi, đóng nắp lại. Bây giờ các bạn cũng lên bằng tay cho nó dễ nha. Khỏi cần gậy phép thuật nữa, gậy phép thuật hư không à. Rồi, ấm ba la, đưa tay lên. Ấm ba la, ấm ba la, ấm ba la, ấm ba la. Nắm tay chặt lại, đập mạnh vào. Không, thật. Chặt mạnh vào, chặt mạnh vào. Rồi, bây giờ. Kiểm tra bài nha. Rồi, xuống là tôi bị bài các bạn mình nhắc được. Còn hai con quay lại, trốn rồi. Chẹn đi, bỏ bài ra. Thèn, 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 thèn
tiền nó đi, tạm tiền nó đi. Rồi, có cái quà trong đây nữa nè. Một chiếc nhẫn thần kỳ. Tên không? Tên đen. Tên đen. Rồi, của con. Rồi, của con nè. Rồi, bây giờ cho bạn không em mời thêm một bạn nữa, con sẽ mời ai? Mời bạn nữ đi, cho ông bạn nha, mời bạn nữ đi. Mời bạn nữ đi. Rồi, các bạn về chỗ ngồi bớt nha, chạy lên nhiều quá không nghe được đâu. Lát nữa chú sẽ có quà cho các bạn. Rồi, quay lại đem chiếc nhẫn thần kỳ chưa? Rồi, bạn đến đây có cái gì? Mình, rồi, ok. Đây nha các bạn, đây là cuốn sách thần kỳ. Còn đây là cây bút thần kỳ. Các bạn thích con gì vẽ vào đây, chú sẽ biến thành thật cho các bạn. Rồi, các bạn thích con gì? Rồi, con thích con voi nè. Rồi, bây giờ càng khó rồi. Con thích con gì? À, thích con gùa, thích con rạn, thích con cá. Có gì đó, được, chạy lên, mình chạy lên, ngồi xuống. Về chỗ ngồi và nói chú nghe. Rồi, giơ tay lên nói nè, mời con. Mời con. Con, có gì? Con thỏ, rồi, con mèo, con gà, con gà. Có gì đó? Rồi, nhiều con quá bây giờ đấy. Để bạn mình không nghe quyết định thì nhiều con quá bây giờ. Rồi, con cầm thử. Rồi, sao quan sức nhận thần kỳ này. Rồi, con đi cầm bút. Bây giờ con nhắm mắt lại. Cầm cái bút đàng hoàng, cầm cái bút đàng hoàng, cầm cái bút giống như cái chữ á. À, đúng rồi. Rồi, nhắm mắt lại, tưởng tượng về một con vật, sau đó con sẽ vẽ nha, vẽ trên không khí, không cần mở sách ra vẽ được. Đúng vậy, bắt đầu, vẽ, tè đen, rồi tự con vẽ tiếp đi, tự con vẽ tiếp đi. Tè đen, tè. Trời, sao vòng tròn không vậy? Vẽ con gì mà vòng tròn không vậy? Rồi, các bạn mình vẽ tiếp đi. Hai bạn sẽ kết hợp tạo ra một tác phẩm, cầm, quay lại, nhắm mắt lại. Chuẩn bị bắt đầu, vẽ, tè đen, rồi tự con vẽ tiếp. Vẽ đi, con vẽ đi, con vẽ gì cũng được. Vẽ đi, vẽ lại, 2, 3, vẽ. Tè. Xong chưa? Rồi, xong rồi. Bây giờ để xem hai bạn kết hợp lại vẽ con gì nha. Nè, nhìn tác phẩm của con nè. Chú đoán đây là một con gì đó rất là to và mạnh mẽ. Con gì các bạn? Con gà đẹp hả? Đẹp sửa rưỡi. Con gà gì hỏi vậy con Mi? Con gà nhưng mà cái giá gì? Chưa bao giờ thấy con gà đứng ngoài đời luôn nè. Rồi con sao lỡ rồi. Biến con gà ra, một con gà y chang con gà này cho các bạn, hiểu không? Nhiều mỗi tay to lên nha hai bạn. Rồi, đứng đây. Rồi, con đứng đây luôn. Đứng đây nha. Bây giờ cho các bạn thêm một cây gậy cái cục nữa để các bạn cắm ra lan, hiểu không? Anh này phá chí cười quá. Đây, cây này to hơn và cứng hơn, đầy thuyết phục hơn. Chỉ cần cầm gõ vào đây. 1, 2, 3 là chú gà sẽ biến thành thật. Rồi, cho con làm trước con gà. Rồi, con gõ cho chú xác. Con có 3 giây để thực hiện chuyện đó. Chuẩn bị, bắt đầu nhìn bạn nè. 1, 2, 3. Chú mới quảng cáo cây này rất là chắc chắn và đầy phép màu. Mà sao quéo treo vậy? Con biết hả? Rồi không sao, con đi cái đây, chú sửa lại đi. Đứng đây nha. Quay lại nhìn chú các bạn, quay lại. Nè, nhìn nè, chú sửa lại cho bạn con quay 2, 3, tè đen. Rồi, rất là cứng rồi, cầm nè. Rồi, quay lại cho con sách nè. Bạn có 3 giây nè, chuẩn bị 1, 2, rồi cái gì? Lên bạn. Rồi, bây giờ bò xì cái cây này đi nha con em. Bò xì nó nha, 2, 3, bò xì, chú 2, 3, bò xì. Cái gậy cái cục gì đó mà kỳ cục quá vậy. Ừ, bò xì nó đi, giẫm ba la bằng tay đi, các bạn đưa tay lên. Ấm ba la này, để tay lên. Ấm ba la, hô biết. Các bạn mới chuẩn bị chụp con gà nha. 1, 2, 3, con gà. Con gà đâu? Chưa được, ấm ba la lại, tập trung cho ba bạn luôn, ấm ba la này, chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, ấm ba la, hô. Nhưng mà ấm ba la kìa. Chụp con gà nha, lần thứ hai nha. 1, 2, 3, con gà. Con gà đâu, con Nguyên đang chơi kìa con. Chưa có con gà kìa. Rồi, bây giờ các bạn mình giúp trợ giúp đi, các bạn giơ tay lên. Giơ tay cao lên. Chú đánh 1, 2, 3, các bạn hô ấm ba la được to nha. 1, 2, 3, con gà. Ấm ba la. Cái gì vậy? Con gà đồ chơi hả? Nó gà mà nhẹ không? Nó bị chạy cho ông vậy hả? Rồi đây không phải con gà đồ chơi, đây là con gà ảo thuật. Nè nè.
chơi thiệt hả? Ngày nào chơi thì làm không? Rồi bây giờ nhìn nè, chú đố bạn không yên làm cho con gà này nó kêu là bạn sẽ được nghe một phần quà. Rồi cam, chuẩn bị bắt đầu. Thế đi. Thấy chưa, đã nói rồi đấy, không phải nhà đồ chơi đâu. Phải là cái động tác nó mới kêu vậy nè. Nhìn nha, tay trái cầm cái mông của nó. Cái mông của nó bóp không có chịu đâu. Tay phải ngay ngón tay cầm cái cổ nó xoay nha. Rồi, bắt đầu chuẩn bị, 2, 3. Không kêu luôn à. Sao kêu vậy con? Rồi bây giờ kéo cái cổ nó.